could be us. So back to what I was saying. Could be us. Tài tử Ngụy Thiên Tường kết hôn. Ngụy Thiên Tường cùng hôn thê tổ chức lễ cưới sau khi con đầu lòng tròn 100 ngày tuổi. Vợ nam diễn viên không làm việc trong ngành giải trí. Ngày 20 tháng 11, Sina đưa tin nam diễn viên Ngụy Thiên Tường đăng tải loạt ảnh trong hôn lễ với bạn gái diễn ra cách đây không lâu tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngày trọng đại cặp đôi được tổ chức kết hợp với tiệc mừng con gái đầu lòng tròn 100 ngày tuổi. Tôi đã bước vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời với nhiều trách nhiệm phải gánh vác hơn. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ vì gia đình và cả những người yêu quý tôi, nam diễn viên chia sẻ. Theo 163, thông tin tài tử lập gia đình gây bất ngờ cho người hâm mộ. Ngụy Thiên Tường vốn kính tiếng đời tư, chưa từng vướng ồn ào tình ái. Trên Sina, đại diện của ngôi sao phim Đông Cung cho biết lễ cưới diễn ra đơn giản, chỉ có sự tham dự của hai bên gia đình và một số bạn bè thân thiết. Vì cô dâu là người ngoài ngành giải trí, không muốn bị chú ý nên Ngụy Thiên Tường không chia sẻ trước về hôn lễ với truyền thông. Vợ chồng Ngụy Thiên Tường đăng ký kết hôn vào năm 2020. Thời điểm đó, do hôn thê đang mang thai, nam diễn viên quyết định dời ngày tổ chức đám cưới đến khi em bé chào đời mới mở tiệc mừng. Trên truyền thông, người quản lý từ chối tiết lộ danh tính vợ Ngụy Thiên Tường. Ngụy Thiên Tường sinh năm 1987. Năm 2019, anh trở thành gương mặt diễn viên được yêu thích với vai Cố Kiếm trong Đông Cung. Các tác phẩm nổi bật khác của Ngụy Thiên Tường còn có Lộc Định Ký, Lan Lan Vương, Nữ Đặc Công Ích, Cẩm Y Dạ Hành cùng Tỏa Liêm Châu,